Ok. Rồi, hồi hồi sáng giờ sao rồi? Dạ, cũng chữa rồi, cũng êm. Nghe làm thấy êm rồi hả? Dạ. Ở nhà nhức quá hả? Dạ, ở nhà đứng lên cũng nhức vậy nè, mà ngồi xuống nó cũng nhức. À, dạ. Mà bây giờ thì êm rồi. Hồi sáng giờ mấy ngày này xử sự ghê quá hả? Dạ. Ok. Rồi, nằm xuống đi. Chụp bên đây này nó tới 4 lắm. Được rồi. Rồi, xin lên, xin lên. Ráng uống cái rượu ớt nha. Dạ. Rượu ớt mấy ngày nãy có uống không? Dạ có. Rồi, 3/1. Rồi, mấy cô nữ. Cô bé không luôn. Uống cái rượu ớt cái mốt là mấy cái tạng nhãn này, mấy cái vết này nó mất hết à? Dạ. Sao vậy? Ở đó, trời ơi, sao mà mấy bà này nghỉ bữa hay bữa cái về cái bộ nặng nề quá. Đó, nữa. À. À, chưa được. Chưa được. Đó, cứ nằm tiếp. Rồi làm đi em. Làm đi. Đó, rồi. Quay qua kia. Dạ. Rồi, móc chân đi. Nó trượt luôn hả? Cái này về chịu khó phải ăn 16-8 nha. Phải ăn 16-8, hổ ra đâu có ăn phải không? Dạ. Tại ốm quá rồi. Ốm gì? 60 kg luôn rồi. Tại đau quá rồi, phải ăn 16-8. Phải ăn 16-8. Dạ. Phải ăn 16-8 này, hút không khí này, rồi chườm đá ở đó nè. Dạ. Rồi, cố gắng làm bữa nay với ngày mai nữa. Rồi cái sáng sau qua, tự qua tôi tiếp tục. Dạ. Rồi, vào đây. Rồi, ngồi dậy đi. Dạ. Rồi, ngồi quay cái đó. Xếp bằng quay mặt như kia. Em làm cái công ra người luôn được không? Được rồi. Bây giờ em bẻ cái hết cái cuộc sống lại cái bắt đầu bị cô này có bị lòi. Dạ. Em ra cái mình để sát cái đây mình búng cho thở vô nha. Ngã ra sau luôn. Rồi làm đi. Tụi em đứng kế bên vịnh để em ấy lọt với. Dạ. Có cần quỳ không hay là ngồi? Quỳ dễ hơn ha. Rồi quỳ đi. Ngồi dậy quỳ. Quỳ dễ làm hơn. Rồi. Rồi thả lỏng người ra. Đó. Chưa, nó còn nữa mà. Rồi ngã người đi. Ngã ra. Đang từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh. Rất là bình tĩnh. Thả lỏng người ra nha. Thả lỏng người ra nha. Đó. Rồi. Đây xuống đi.
Dạ. Từ từ từ. Quỳ quỳ lên quỳ không có để nhờ, cho Tước làm lại. Tước làm lại. Đây thả lỏng người ra. Dạ. Ơ xích lên chung, xích lên chung. Xích lên trước. Xích lên, xích lên. Dạ rồi. Đó. Đó. Ngã người ra, mềm ra, mềm. Con sợ. Sợ. Chết con lần mày sợ gì? Bước khỏi bệnh thì cứ mềm người ra là. Dạ dạ. Không có sao đâu. Đó lỏng ra. Rồi dở hai chân mới lên, đó. Đó. 1 2. Đó, thôi được rồi. Nghe rồi. Rồi, cho quay đầu qua kia đi. Bây giờ bắt đầu ăn 16-8 hút không khí chồm đá nha. Dạ. 16-8 thì ăn buổi trưa với buổi chiều ăn đầy đủ nha. Không có gì đâu. Dạ. Rồi chồm đá thì chồm trực tiếp vô luôn ngay chỗ đau á. Dạ. Rồi hút không khí cho thiệt nhiều. Buổi sáng, buổi sáng tối. Rồi rũ ớt phải một ngày hai lần. Lần một muỗng cà phê pha với da ua. Cho mau hết uống lần 2 muỗng. Uống lần 2 muỗng nhưng mà thấy im thì cứ uống không sao. Rồi ngồi dậy. Dạ. Rồi nghe đã chưa? Dạ. Đã rồi phải không? Rồi cố gắng nha. Chiều nay làm rồi ngày mai làm nữa nha, để cho nó ổn cái cuộc sống lại.